Ngày 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại 7 đơn vị về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Các sở được giám sát gồm Sở Xây dựng, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Giáo dục Đào tạo, Công thương, Y tế. Đây là những cơ quan có trách nhiệm trong thực hiện giảm các trường nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi giám sát, một vấn đề được các đại biểu quan tâm phân tích đó là cho đến nay Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa bố trí được nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững của năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đây là nguồn tín dụng ưu đãi thuộc chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Nguồn vốn này sẽ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay ưu đãi để giải quyết việc làm, học nghề. Đại biểu Cao Thanh Bình cho biết, nếu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không kịp thời bố trí nguồn vốn thì sẽ tác động rất lớn về mặt an sinh xã hội. Có những trường hợp phải tìm đến vay tín dụng đen dẫn đến hậu quả khôn lường. Trong khi các tỉnh thành khác đều đã bố trí được, thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn loay hoay giữa việc bố trí ngân sách chi thường xuyên hay chi đầu tư phát triển. Đại biểu Tăng Hữu Phong cho rằng cần có sự phối hợp tốt hơn giữa Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư trong việc tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí nguồn vốn này. Đại biểu đặt vấn đề có chăng sự đẩy qua đẩy lại, hợp tác thiếu chặt chẽ giữa hai cơ quan khiến 1,5 năm trôi qua vẫn chưa bố trí được vốn để các hộ nghèo, cận nghèo mới thoát chuẩn cận nghèo có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Đại biểu Tăng Hữu Phong đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nội dung này ngay trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữa năm dự kiến diễn ra vào tháng 7. Tại buổi giám sát, Sở Y tế đề xuất có chính sách hỗ trợ thêm cho hộ nghèo, cận nghèo chi phí khám chữa bệnh đối với những dịch vụ kỹ thuật, thuốc đặc trị không được bảo hiểm y tế thanh toán. Kết luận buổi giám sát, đại biểu Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở Tài chính và Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm trình Hội đồng Nhân dân cân đối, bố trí ngân sách cho chương trình giảm nghèo bền vững.